Xin chào quý vị và các bạn. Người dân Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ bắt đầu một ngày làm việc mới với cái nắng vàng ươm trải dài khắp các con phố. Tuy nắng lên từ sớm, thế nhưng cảm giác lạnh khô và hanh hao vẫn hiện diện, khiến quý vị và các bạn nếu ra ngoài trời vào khoảng thời gian này vẫn phải khoác thêm áo mỏng để giữ ấm cho cơ thể. Nhiệt độ vào lúc 5-6 giờ sáng chỉ ở ngưỡng là từ 18 cho tới 19 độ. Đến trưa chiều, khi cường độ nắng mạnh nhất thì nhiệt độ có thể chạm ngưỡng từ 28 cho tới 29 độ. Và khi nắng tắt, trời lại nhanh chóng trở lạnh. Nhiệt hạ thấp còn từ 16 đến 17 độ, vùng núi cao còn thấp hơn. Như vậy, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Vì vậy, quý vị cần lưu ý luôn luôn bổ sung rau xanh, khoáng chất cho cơ thể, uống đủ nước, tập luyện thể dục thể thao, vệ sinh mũi và họng bằng nước muối sinh lý hàng ngày. Đến với mảnh đất duyên hải miền Trung, tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc khô nên thời tiết ở đây cũng phổ biến là ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 28 cho tới 30 độ. Còn tại khu vực các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, do vẫn chịu ảnh hưởng của giải thời tiết xấu nối với cơn bão số 6 đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông, nên thời tiết vẫn có mưa rải rác trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, lượng mưa không quá lớn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 cho tới 32 độ. Theo nhận định xa hơn, khoảng ngày 9 tháng 11, cơn bão số 6 ảnh hưởng đến khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận sẽ gây ra một đợt mưa dông, gió mạnh trên diện rộng. Ngay từ bây giờ, người dân sinh sống trên khu vực cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão số 6 bằng cách thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin thời tiết mới nhất, đưa tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản, gia cố chẳng chống nhà cửa, đưa gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Tiếp tục với thông tin thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày tại đây vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ không biến động nhiều. Cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ và từ 26 cho tới 29 độ tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Đến thời điểm chiều tối và đêm, mưa sẽ xuất hiện ở diện vài nơi. Riêng các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ mưa rào và dông mạnh hơn. Trong cơn dông, người dân sinh sống trên khu vực cần chú ý đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Chuyển sang các thông tin thời tiết trên biển, cơn bão số 6 có tên quốc tế là Nagri đang ở ngay trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Nam, sau là hướng Tây. Mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo bão số 6 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh miền Trung của nước ta vào khoảng ngày 10 tháng 11. Quý vị cần hết sức đề phòng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 có xu hướng mạnh dần lên, nên ở khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc của quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, sau có thể tăng lên cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Như vậy, Trung Bộ là nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trên cả nước khi mưa dông vẫn tiếp diễn và có khả năng còn tăng cường hơn trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 6. Bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.